là những người quyết định có được lên sóng hay không thì đây là cái người đưa tin cho tác sĩ và khơn là bỏ khơn là không để thực hiện chuyển đổi sớm nhất. Xong mời các anh vào đây cứ bình thường nhé, em cứ bình thường mà mời đó sớm là sai mà mời cứ online biến không sai khi chuyển đổi lên 4G thành công. Em có đang bình thường. Quý vị và các bạn đang tiếp tục lắng nghe chương trình Giờ Cao Điểm được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thời điểm này là 11 giờ 26 phút, thứ Năm, ngày 2 tháng 11 năm 2023. Và xin giới thiệu với quý vị, ngày hôm nay, Đoàn Cán bộ Quản lý Báo chí của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã và đang đến thăm và làm việc với Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngay lúc này thì Đoàn Cán bộ Quản lý Báo chí của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đang trực tiếp có mặt tại phòng thu chương trình Giờ Cao Điểm kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, chúng tôi xin gửi lời chúc tới Đoàn Cán bộ Quản lý Báo chí của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thật nhiều sức khỏe và có một chuyến công tác thành công. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với chương trình Giờ Cao Điểm để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Với một chút lưu ý về đèn tín hiệu giao thông đang gặp trục trặc trên tuyến đường Ngọc Hồi, đoạn lối rẽ vào viện nội tiết thì...